tìm về chân không. Từ bi trải rộng khắp nơi, lời kinh vang vọng giữa trời đất xanh. Ngài dạy lòng ta sống với chân thần, xa lìa dục vọng, tìm về an lành. Ngài là ánh sáng giữa màn đêm tối, dẫn lối chúng sinh vượt qua bão giông. Sư Thích Minh Tuệ, ngọn hải đang sáng dẫn đường an lạc, tìm về chân không. Gió thổi qua những đồi xa, lời giảng truyền thấm vào lòng chúng sinh. Bằng tâm từ bi, Ngài chở che mọi người, lòng người tôn kính nguyện đi theo Ngài. Chúc phúc đưa người về bên đó an vui.